Vì mẫu Diệp Kha trách móc Huỳnh Hiểu Minh sau khi chia tay. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha chính thức tan vỡ từ đầu tháng 5, cô liên tục có bài viết thể hiện tâm trạng không tốt, oán trách sự ích kỷ của người đàn ông. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn, động thái của người mẫu Diệp Kha được công chúng quan tâm. Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của tài tử thần Diêu Đại Hiệp sau đổ vỡ hôn nhân với Angelababy. Họ bị phát hiện qua lại từ tháng 2 năm 2022. Theo 163, Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh dặn nứt từ sau tháng 2. Trước đó, cô vẫn cùng nam diễn viên về ra mắt gia đình anh, chia sẻ sự hạnh phúc trên trang cá nhân. Từ đầu tháng 5, Diệp Kha có nhiều bài viết tâm trạng, úp mở tình cảm lứa đôi tan vỡ và trách móc về sự ích kỷ của người đàn ông, được cho là Huỳnh Hiểu Minh. Tôi tự mua nhẫn kim cương cho chính mình, đàn ông vẫn là yêu bản thân của họ nhất. Hiện tại, tôi nghĩ mình được các cô gái yêu mến vẫn là hạnh phúc hơn, Diệp Kha viết trên trang cá nhân. Theo 163, người mẫu Trung Quốc đã sang Mỹ du lịch. Bạn bè cho biết đây là chuyến đi chữa lành, bắt đầu cuộc sống mới của Diệp Kha. Diệp Kha là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò người dẫn chương trình sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi, streamer của đài truyền hình Hồ Nam và lọt top 50. Sau khi chia tay chồng, cô tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh thời trang và có cuộc sống giàu có. Hiện, đời sống tình ái của Huỳnh Hiểu Minh gây bàn tán. Hơn một năm chia tay Angelababy, anh hẹn hò với hai người đẹp. Cả hai đều có ngoại hình giống vợ cũ của nam diễn viên.